Sugoi Fukuidan hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Trước hết là chúng tôi xin phép quý vị phụ huynh, là vì chúng tôi biết tất cả những điều mà chúng tôi sắp thưa quý vị trong chương trình này quý vị đều biết cả, nhưng mà quý vị không có nhiều thời giờ để nói lại với thế hệ con cháu chúng mình. Cho nên là chúng tôi hôm nay xin mượn cuốn video ca nhạc chủ đề xuân của Paris by Night để trình bày được cái mức tường tận nào hay cái mức đó về tất cả những nguồn gốc các phong tục Tết của chúng ta bao nhiêu ngàn năm qua. Tuy nhiên chúng tôi xin nhấn mạnh hai điểm. Điểm thứ nhất đó, là nếu mà về sử liệu thì nó phải chính xác. Chẳng hạn chúng ta nói là vua Quang Trung đại thắng quân Thanh, chúng ta không nói là vua Quang Trung đại thắng quân Nguyên được, bởi vì quân Nguyên là Trần Hưng Đạo mới đánh. Thì về sử thì nó phải chính xác, nhưng mà về truyền thuyết dân gian, về huyền thoại thì mỗi sách viết mỗi khác, mỗi người kể mỗi khác nhau một đôi chút. Về đại thể thì nó giống nhau, nhưng mà về tiểu tiết thì có khi lát nữa quý vị nghe cái vẻ ông Ngạn kể sai, nhưng không phải. Cái chuyện đó là chúng tôi lấy nhiều tài liệu chúng tôi gom lại, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là có một sự thật lịch sử mà chúng ta phải công nhận, là chúng ta bị lệ thuộc của Trung Hoa tới 1.000 năm quý vị. Sau đó lại giải thoát nô lệ thời Ngô Quyền xong 939 thì lại bị nhà Minh thêm một thời gian nữa. Có nghĩa là tất cả những tài liệu chúng ta bị mất hết. Và dĩ nhiên là với 1.000 năm đô hộ như thế thì không thể nào tránh khỏi sự ảnh hưởng văn hóa. Giống như chúng ta chịu ảnh hưởng âm nhạc của Chàm, chuyện đó chúng ta không thể tránh khỏi. Cho nên phần lớn những phong tục của chúng ta thì nó có dính dáng tới Trung Hoa, và chúng ta cũng ca ngợi cha ông chúng ta giữ cho dân tộc không bị đồng hóa đã là giỏi rồi, đã là đáng ca ngợi lắm rồi. Chứ còn bảo chúng ta thuần túy là tại sao những phong tục này nó cứ xuất phát từ bên Trung Hoa nhiều thì chuyện đó là dễ hiểu quá, vì chúng ta lệ thuộc tới 1.000 năm. Thì sau đây khi mà chúng tôi kể những câu chuyện giai thoại về cái Tết thì để quý vị thông cảm cho chúng tôi cái điều đó. Nhưng mà thưa quý vị như thế này, nhân nói đến câu đối đỏ thì chúng tôi cũng phải thưa trước với quý vị là cái màu đỏ quý vị thấy trong rạp, trên sân khấu và khắp nơi khi người ta đón xuân, nó có ý nghĩa là vui tươi, có ý nghĩa là may mắn. Nhưng mà khởi đầu nó không phải như thế. Khởi đầu đó thì người Trung Hoa, quý vị nên nhớ rằng cha ông chúng ta cũng như là người Trung Hoa ngày xưa rất sợ quỷ thần. Tức là thần thì ban phúc mà quỷ thì làm hại. Nhưng mà tại vì đầu óc người xưa người ta đơn giản quá, chưa có khoa học, cho nên cái gì người ta cũng giải thích những cái xui xẻo, bệnh tật, nghèo đói bằng cái sự phá phách của quỷ. Do đó cái việc xua đuổi tà ma là một chuyện cực kỳ quan trọng thời xưa. Thì ngày xưa trong đêm trừ tịch, tức là đêm 30 Tết, thì người ta, những cái làng người ta cho khoảng 120 đứa con nít từ 8 tuổi đến 10 tuổi mặc áo đỏ, cầm cái trống đi gõ khắp làng, đi quanh làng để xua đuổi tà ma. Ngay cả việc đốt pháo cũng là khởi đầu, bây giờ là vui mừng, những ngày trước cũng là xua đuổi tà ma. Cho cái màu đỏ khởi đầu là để trừ tà, để đuổi quỷ. Chẳng hạn như cô Kỳ Duyên có mặc áo đỏ hôm nay là đuổi quỷ, chứ không phải là cô ấy vui mừng gì cả mà cái mặc áo đỏ này. Mà em đuổi hoài mà anh vẫn cứ đứng bên cạnh. Nhưng mà tôi nghĩ cô mặc màu khác cô vẫn đuổi được như thường. Nhưng mà thưa quý vị, là lúc nãy chúng tôi đang nói dở về chuyện ông Táo. Một bà hai ông. Anh kể nốt cô đi. Cô này lúc nào cũng say mê cái chuyện lấy hai chồng. Thì thưa quý vị, vâng, thì có một cặp vợ chồng nghèo quá, phải chia tay nhau. Có sách thì nói là ông chồng đánh vợ đau quá vợ bỏ đi, nhưng cái đó thì tôi nghĩ là sai. Thời xưa đó thì người chồng đánh vợ là thường, đau đến đâu cũng không ai đi đâu cả, vì đi cũng không biết đi đâu. Thưa quý vị, là hai người chia tay thì mình chỉ biết là người vợ về sau lấy được một người giàu, còn anh chồng thì cứ homeless rồi đi lang thang đi ăn xin. Thì một hôm anh chồng đó đến xin cái nhà giàu kia, người đàn bà chủ nhà ra mở cửa thì nhận ra là chồng cũ của mình. Thì hai người tâm sự với nhau, thì ông chồng mới đi làm về hoặc đi săn đi đâu đó về, thì bà vợ ngày xưa xấu hổ quá cho nên lao vào đống lửa tự tử chết. Mà chỉ có nói chuyện thôi đấy anh. Nói chuyện thôi, ngày xưa nói chuyện là kể như hỏng rồi. Thì là bà ấy lao vào đống lửa chết, thì người chồng cũ thương quá cũng lao vào đống lửa chết theo. Ông chồng mới thấy tội nghiệp hai vợ chồng cũ cũng lao vào chết theo. Thì Ngọc Hoàng Thượng Đế mới cảm thông ba người có nghĩa, cho nên phong cho ba người đó làm thần bếp. Thưa quý vị, cho nên là ngày sau, thời sau chúng ta có cái câu là thế gian một vợ một chồng, không như nhà Táo hai ông một bà. Đó là cái câu đó là cô Kỳ Duyên say mê nhất. Nhưng mà anh, em thấy thứ nhất là em thấy Ngọc Hoàng rất là
Em thấy các bà vỗ tay nhiều. Em thấy nhất là Ngọc Hoàng là binh vật quyền lợi đàn bà. Và thứ nhì em nghĩ là những gì mà trên thiên đình mà còn chấp nhận được thì trần gian mình cũng nên đi theo thôi. Chứ tại sao lại trần gian lại làm khác Ngọc Hoàng? Vâng, thưa quý vị, chúng tôi phải thưa với quý vị này, ngày xưa cái bếp của chúng ta nó đơn giản, nó chỉ là ba cục gạch nung, ba cục gạch trụm vào nhau để bắc cái nồi lên trên đó. Vì ba cục gạch đó nấu nhiều nó đen thui lùi đó, cho nên là người các cụ ngày xưa nhìn ba cục gạch đó mà tưởng tượng ra cái câu chuyện ông thần táo. Cho nên là mới cho rằng là ngày 23 tháng Chạp là ngày mà ông táo hay là vua bếp hay là táo quân hay là ông công đều là một nghĩa. Tức là ông táo là coi những cái việc ở trong gia đình của mình. Thì ngày 23 tháng Chạp bay lên chầu Ngọc Hoàng Thượng Đế để báo cáo những chuyện xảy ra trong gia đình đó. Nếu gia đình đó trong năm ăn ở đàng hoàng tử tế thì tăng tuổi thọ, mà nếu gia đình đó làm nhiều điều ác thì bị giảm tuổi thọ. Thế mà ngày 23 tháng Chạp đó người ta phải cúng để tiễn đưa ông táo, coi như là một hình thức hối lộ. Không người về, ông về ông nói tầm bậy bạ mình chết. Thành thử ra họ cúng rất là trọng vọng. Đặc biệt là cũng cúng bình thường, nhưng mà trong đó có mứt thèo lèo. Và một cái đặc biệt nữa là chúng ta cúng thì chúng ta thấy con gà luộc hay con heo quay, nhưng mà riêng cúng ông táo bắt buộc phải có một con cá chép, mà là cá chép sống bơi ở trong chậu. Rồi chúng ta cầm cúng xong thì mang con cá chép đó ra phóng sinh, tức là thả dòng suối, thả sông cho nó bơi đi. Ủa nhưng mà anh làm như vậy là sao? Cá chép mình phóng sinh là để lấy đức hay sao anh? Không, tại vì thế này nè, quan niệm ngày xưa của các cụ á, thí dụ trời mưa các cụ không giải thích là hơi nước bốc lên rồi thành mưa, không có. Các cụ cho rằng là rồng trên trời nó phun nước thành mưa. Thế gặp những cái năm hạn hán ấy thì có nghĩa là nó thiếu rồng. Thì họ mới nghĩ rằng là ngày xưa Ngọc Hoàng Thượng Đế có những năm mà thế gian này thiếu rồng thì mới cho thi tuyển. Thì tất cả các loại cá tôm đều được thi tuyển để trở thành rồng. Nói chung loài nào cũng được, miễn là seafood là được rồi. Tất cả seafood đó là seafood world là thi hết. Thì người ta nói là trên sông Dương Tử ở dưới đáy nó có ba cái vực hay là ba cái thành, thì tất cả các loài cá tôm, con nào mà nhảy vượt được ba cái thành đó thì vượt qua cái cửa đó gọi là vũ môn thì trở thành rồng. Thì tất cả các loài tôm cá đều rớt xuống vực hết, chỉ riêng có con cá chép nó nhảy qua và nó biến thành rồng. Bởi thế cho nên mới có câu là gái ngoan nên lấy chồng khôn, như con cá vượt vũ môn hóa rồng. Wow. Thì vì cái con cá chép như vậy thì con cá chép đó nó còn sống, thả nó bơi thì ông táo mới cưỡi được. Chứ nếu bây giờ quý vị deep fry thì chấm nước mắm gừng lấy đâu để nó bơi. Đó, lý do đó mà phải cúng cá chép, chứ không cá salmon, không cá tuna gì cả, để chúng ta biết rằng con cá chép nó đã thành con rồng rồi. Nhắc tới hoa đào thì quý vị biết là cành đào ở các nước Trung Hoa và Nhật Bản, Việt Nam chúng ta thì vào những ngày Tết bao giờ cũng trưng cành đào, và nhất là Đà Lạt mình còn gọi là xứ hoa đào nữa. Nhưng mà anh có biết là tại sao mình lại ưa trưng cây hoa đào trong ngày Tết không anh? Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì quý vị thấy là cô Kỳ Duyên với tôi đang đứng đằng sau lưng này có hoa mai, hoa đào. Trên sân khấu quý vị cũng đang thấy có những cành đào. Bây giờ thì nó là biểu tượng của ngày Tết. Nhưng mà cái nguyên thủy nó không phải như thế. Cái câu chuyện nó kể là trên núi Độ Sóc thì có một vườn đào, trong đó có một cây đào rất lớn. Thì ở gốc cây đó có hai vị thần tên là Thần Trà và Uất Lũy. Thì có sách ghi là Thần Đồ và Uất Lũy Nhị, nhưng mà chúng ta quen gọi là Thần Trà và Uất Lũy là hai vị thần. Hai vị thần đó cai trị tất cả những loài quỷ ở chung quanh rừng, để nếu con quỷ nào nó xuống làng, nó phá làng phá xóm thì hai vị thần nó sẽ bẻ cành đào đánh hai con quỷ đó và trói lại. Thì về sau này đó thì những cái ngày xuân thì hai vị thần đó có nhiệm vụ phải lên chầu Ngọc Hoàng Thượng Đế. Cho nên là cô làm gì đây? Em thử coi nó có work không. Thì về sau này đó thì người ta bẻ cành đào, người ta cắm trong nhà là bởi vì hai vị thần đó bận lên chầu Ngọc Hoàng để báo cáo. Thì quỷ nó về nó phá thì nó thấy trong nhà nào có cành đào thì nó nhớ tới là cành đào đó là hai ông thần đã cầm để đánh nó, cho nên nó bỏ chạy. Rồi có những nhà mà không có hoa đào chung quanh thì họ phải viết bốn chữ là Thần Trà Uất Lũy, bốn chữ đó dán trước cửa thì quỷ nó về nó nhìn thấy bốn chữ đó nó cũng bỏ chạy. Có những người mà họ không nhớ viết bốn chữ Thần Trà Uất Lũy
thì họ có thể viết bốn chữ Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Thì anh ơi, em chưa có cất cái cành đào này đâu. Thưa quý vị, trong cái bài Ai Lên Xứ Hoa Đào của Hoàng Nguyên, quý vị vừa thưởng thức qua chương trình và Hoàng Oanh, thì trong đó nó có cái câu là ước mơ mộng đào nguyên đẹp như chuyện ngày xưa. Thì chúng tôi xin giải thích một chút, tại vì nhân nói đến hoa đào, đào nguyên tức là nguồn đào, là theo truyền thuyết đó là nơi tiên ở cũng như là thiên thai. Thì câu chuyện nó kể là ngày xưa có hai chàng thư sinh tên là Lưu Thần và Nguyễn Triệu, về sau chúng ta gọi tắt là Lưu Nguyễn, lạc thiên thai. Tức là hai chàng thư sinh đó đi lang thang vào rừng, rồi đi lạc vào trong động tiên. Hai người vào động tiên rồi cưới vợ tiên. Dĩ nhiên là tiên là phải đẹp rồi. Cưới vợ tiên, nhưng mà ở trong động tiên, cưới vợ tiên một thời gian thì lại nhớ nhà quá. Cho nên lại từ giã hai cô vợ tiên để xin về trần để gặp hai bà vợ phàm tục của dưới trần. Nhưng mà có thể là hai vợ phàm tục nó vui hơn. Tại vì tiên thì cứ bay 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 suốt ngày, và nhiều khi nó cũng chán lắm. Thành thử ra hai ông này nhớ quá thì mới trở về. Mặc dù cái cõi tiên thì đương nhiên nó phải đẹp rồi, nhưng mà chắc chắc tiên là ngày Tết là không có lắc bổ cua cá cọp rồi đó. Thì hai người đã trở về nhưng mà lạc đường, thành thử chết trong rừng. Thì cái câu chuyện chúng ta nghe bài Thiên Thai của nhạc sĩ Văn Cao cũng có câu như là Lưu Nguyễn ngày xưa quên lối về, tức là đi vào lấy tiên rồi quên lối về. Thì đó là cái câu chuyện mà nhạc sĩ Hoàng Nguyên muốn nói là khi chúng ta lên tới xứ hoa đào, tức là Đà Lạt, chúng ta thấy cái cảnh nó đẹp quá, đến nỗi mà ông tưởng tượng đó là động thiên thai, tức là nơi tiên ở. Thưa quý vị, lúc nãy chúng tôi đang nói tới cái Táo Quân thì chúng tôi muốn kết thúc luôn. Thì vì cái ngày 23 tháng Chạp là ngày tiễn ông Táo về trời, do đó cho nên là tất cả các báo xuân quý vị coi, quý vị đều thấy người ta viết cái bài Sớ Táo Quân. Chẳng hạn như quý vị coi đây. Nhưng mà sao ông Táo Quân này không có mặc quần, còn chưa cạo lông chân nữa nè. Không thì quý vị cũng biết là Táo Quân là không mặc quần, là bởi vì ngày xưa người ta có câu là đội mão đi hia chẳng mặc quần. Là tại vì cái thủ tục người ta cho rằng là ông Táo tức là ông ở trong bếp, ông gần lửa, mặc quần dài nhiều khi nó vướng víu nó cháy. Thành thử ra người ta không mặc quần. Nhưng mà nhưng trước mà đây mặc quần dài cũng phải có mặc quần cụt chứ hả? Quần cụt thì làm sao cô thấy được nó ở bên trong. Nhưng mà cái hình này tức là đây chúng ta thấy là người ta vẽ ông Táo điển hình, tức là đội mão đi hia chẳng mặc quần, tức là mặc cái áo dài thôi nhưng mà vẫn để hai ống chân ra. Thì trước đây người ta chỉ vẽ hình ông Táo như thế này thôi, nhưng mà sau này thì có các đặc san của Gia Long Trưng Vương, là vì người ta lại không thích vẽ ông Táo mà người ta lại thích vẽ bà Táo hay là Táo Bà. Thành được cái Táo Bà nó cũng như thế này đây, thưa quý vị. Táo Bà này thì hơi sexy, thảo nào có hai chồng. Táo Bà cũng không mặc quần luôn à. Thì đó thưa quý vị, thì tức là ngày 23 tháng Chạp. Cô Kỳ Duyên lúc đầu thì cô cũng ngây thơ lắm, cô hỏi tháng Chạp là tháng gì. Thì thưa quý vị cũng hiểu là trong âm lịch chúng ta không gọi là tháng 1, tháng 2 mà chúng ta gọi là tháng Giêng. Và tháng 12 chúng ta không gọi tháng 12 mà chúng ta gọi là tháng Chạp. Nên về sau gọi là Dỗ Chạp. Chạp tức là cái tháng mà thí dụ Chạp Ông Công, tức là dỗ ông Táo, tiễn đưa ông Táo lên trời. Thưa quý vị, người Việt chúng ta bình thường đã là ưa tin dị đoan, huống chi là vào những ngày Tết, vì chúng ta tin rằng những gì mà xảy ra cho mình vào 3 ngày Tết thì sẽ xảy ra nguyên năm. Bởi vậy chúng ta rất kỹ lưỡng và có rất nhiều, anh Ngạn đã siêu tầm cả một cái list của rất nhiều những điều mà chúng ta nên làm rồi không nên làm. Em mời anh đọc thử. Ở đây chúng tôi kể sơ sơ vài điểm thôi, chứ còn nó nhiều lắm. Thứ nhất là ngày Tết thì không nói lời gay gắt, tang tóc hay là xui xẻo, điều đó thì dĩ nhiên ai cũng biết rồi. Thứ hai là không đánh vợ. Bà nào sẽ nhưng cười mà trong thế trường hợp anh Ngạn đó thì em phải nói là không đánh chồng. Thưa quý vị, là ngày xưa đó đàn ông Việt Nam có nhiều người họ có cái thú đánh vợ, thì cái chuyện nó bình thường. Thì bây giờ đó đến đêm giao thừa là người ta ngưng đánh, rồi ngưng đánh luôn 1, 2, 3 tới mùng 4 mới đánh tiếp. Đó. Thì tức là kiêng 3 ngày, nói đúng là kiêng 3 ngày rưỡi. Thành thử ra trong 3 ngày rưỡi đó thì không có đánh. Thứ hai nữa là lúc nào cũng phải tươi cười, nói năng bình thường, nếu không thì có thể gặp xui cả năm.
Đó là nói ngày năng mùng bình thường là không không được chửi bậy hay là không được nói câu có không anh? Không câu có và phải tươi cười. Rồi sau đó là không đánh vỡ chén bát, vì cho đó là cái điểm xui. Rồi không mặc màu tang trắng, vì cái đó là màu trắng toát thì cứ coi như là màu tang, cho nên không mặc. Rồi người Bắc thì không ăn thịt vịt, người Nam thì không ăn canh chua trong 3 ngày Tết. Là tại vì người Nam cho là canh chua đó thì ma quỷ nó thích ăn, thành thì mình ăn vào nó húp theo cái bụng mình là không nên. Còn thịt vịt thế là bình thường những người họ thích đánh cờ bạc, họ đi đánh bài, họ kiêng thì họ cũng đã không ăn thịt vịt rồi. Có lẽ là bởi vì thứ nhất là khởi thủy là do con vịt nó độc, nhất là vịt xiêm. Người Bắc thì gọi là con ngan, người Nam gọi là vịt xiêm, thì nhiều khi nó bị phong, những người ăn vào nó nổi ngứa. Và thứ hai có lẽ vì cái câu gọi là nước đổ đầu vịt, tức là ăn bao nhiêu nó trôi đi hết trơn. Thành thì đã đánh bài người ta sợ xui là vì nước đổ đầu vịt, tức là tiền vào như nước mà nó đổ vào đầu vịt nó trôi đi. Thành thì người Bắc thì không ăn thịt vịt, người Nam không ăn canh chua trong ngày đầu năm. Còn một cái nữa là em biết cái này là hình như ai cũng biết là không được quét nhà phải không anh? Thế này thì đúng hơn, được quét nhà nhưng vun vào góc nhà chứ không đổ rác. Cái sự tích là bắt đầu là người ta kể rằng là có một người lái buôn, một người thương gia tên là Âu Minh, lúc đi ngang hồ Thanh Thảo thì được thủy thần ở dưới hồ hiện lên tặng cho một cái cô gái làm người ở. Thế ngày mùng 1 Tết, sau khi có cô gái đó về làm người ở thì làm ăn quá giàu. Nhưng mà đến hôm mùng 1 Tết thì đánh cái con bé nó đau quá, nó chạy trốn vào trong cái đống rác. Rồi chủ nhà mới hốt đổ đống rác đi, từ đó nghèo mạt dẹp. Thành được người ta từ đó người ta kêu. Đống rác nhà nó phải to lắm anh ạ. Một là cái đống rác nhà nó phải to lắm, hai là cô bé nó phải bé lắm. Vì chui vào chạy vào trong đống rác mà. Mà chủ nhà lại hốt đống rác mà không thấy cái con ở đâu cả. Thì từ đó cho nên nghèo lắm. Vì vậy cho nên từ đó người Hoa và lan sang Việt Nam là người ta không hốt đổ rác đi. Cho đến ngày mùng 4 là ngày động thổ thì mới hốt rác. Thưa quý vị, một trong những món thức ăn mà không thể thiếu được vào ngày Tết là bánh chưng. Bánh chưng thì người Bắc cuốn bằng lá dông mà hình vuông. Người Nam thì gọi là bánh tét, cuốn hình tròn mà cuộn trong lá chuối. Thật ra thì hai thứ bánh nó cũng giống nhau thôi, có nghĩa là cũng là nếp ở ngoài và thịt heo và đậu xanh ở trong. Nhưng mà thật sự ra cái nguồn gốc của bánh chưng như thế này, hồi xưa đó có một người tên là con của vua tên là Lang Liêu. Lang có nghĩa là con vua hoặc những vị quan lớn. Bởi vậy nước mình hồi xưa người ta còn gọi là nước Văn Lang. Lang Liêu đó là con của một vị phi nhỏ thôi và không có được vua sủng ái. Thì tất nhiên nếu mà không được vua thương đó thì sống rất là nghèo. Thành ra Lang Liêu phải đi ra đồng cấy ruộng. Thì khi mà ông vua ông sắp qua đời thì ông muốn truyền ngôi vua. Nhưng mà ông lại ra lệnh rằng là trong các con của ông, ai mà tìm được cái món ăn ngon nhất đó, thì ông sẽ trao ngôi vua lại. Thì tất nhiên những người anh của Lang Liêu là giàu có là hoàng tử thì đi khắp nơi tìm năm châu bốn bể những món ăn vật lạ dâng lên cho vua. Riêng Lang Liêu thì không biết làm gì cả. Thì bỗng một hôm, anh có biết là cứ hồi xưa mà nghèo mà tốt thì sẽ được cái gì không? Thần hiện ra. Đã, tất nhiên. Ngày xưa mà cứ nghèo mà đàng hoàng thế nào thần cũng hiện ra. Nghèo đàng hoàng tốt mà ưa bị ăn hiếp là thần ưa hiện ra giúp đỡ lắm. Thì có một ông thần hiện ra và nói với Lang Liêu là hãy làm một cái bánh gì bằng nếp. Thì vì Lang Liêu là trồng người nông trồng lúa, thành ra chàng mới lấy và chàng mới nghĩ ra cái món bánh chưng cuốn lại, bánh chưng bánh dày. Và khi mà mang lên dâng cho vua thì vua ăn thấy ngon miệng lại dễ làm, nên vua mới truyền ra cho các dân gian là cách làm bánh chưng. Và từ đó thì vua mới lại có trao ngôi vua không anh, hay là chỉ không mời trao, về nhà mà, mời về cung đình thôi phải mời không? Về và từ đó trở đi thì vua truyền cho dân gian. Vâng. Nên bắt chước Lang Liêu để làm bánh chưng và bánh dày. Cái chữ này là chữ phúc. Thưa quý vị, khởi đầu đó thì đời nhà Minh, tức là ông Chu Nguyên Chương là cái người lập ra nhà Minh, tức là Minh Thái Tổ. Ông đó thì xuất thân là một nông dân, bố mẹ và các anh em chết hết vì bệnh dịch hạch, tức là dịch do chuột gây nên. Thì ông ấy nghèo quá, có một thời gian ông phải vào chùa để mà ông đi theo cái phái đoàn tăng sĩ đi khất thực. Rồi sau này ông đăng lính thì ông ấy làm quân ở dưới trướng của một vị tướng quân họ Quách. Ông này ông không có học nhưng mà ông đánh trận lại giỏi, cho nên là vị tướng đó cất nhắc ông lên và thương ông ấy gả đứa con gái cho ông ấy.
Sau này cái ông tướng đó ông chết thì cái ông Chu Nguyên Chương này ông lên ông ấy cầm quyền thay, và ông ấy lật được nhà Nguyên, tức là quân Mông Cổ đang cai trị nước Trung Hoa, và lập nên nhà Minh, tức là Minh Thái Tổ. Thì thưa quý vị, là khi ông lên làm vua nhà Minh đầu tiên thì vì ông ít học quá cho nên ông mặc cảm. Ông mặc cảm đến độ mà những cái sớ cái biểu của các quan tâu lên mà chữ gì ông ngờ vực, thì ông đoán là những người đã mỉa mai hay là móc họng ông chặt đầu liền. Wow. Thì cái việc mặc cảm của ông ấy khiến cho ông giết oan là 20-30 ngàn người dân vô tội. Chuyện này có thật đấy anh? Hay là giả sử? Lịch sử chứ đâu phải là giả sử, chuyện hoàn toàn thật. Thì thưa quý vị, là vì ông ấy nghi ngờ như vậy cho nên là ông ấy hay giả dạng là người thường dân. Ông đi khắp các làng xóm, các thành thị để ông nghe ngóng cái tình hình như thế nào. Thì một chiều 30 Tết, ông ấy đến một cái làng kia thì ông thấy có một đám đông đang tụ tập cười đùa. Thì ông ấy lẻn vào ông coi, thì hóa ra đó là một ông họa sĩ vẽ một bức tranh. Trong đó vẽ một cô gái Trung Hoa ôm trái dưa hấu ngày xuân, nhưng mà cái bắp chân và đôi bàn chân quá lớn. Ngày xưa người Trung Hoa người ta cười, người ta chê những người có bàn chân lớn, ở chỗ đó là con nhà lao động, còn nhà giàu thì không làm chân nhỏ và nhà quý tộc thì lại bó chân. Do đó ông Chu Nguyên Chương ông thấy người ta chê cười những người chân to như vậy thì ông chạnh lòng, bởi vì bà vợ ông chân rất to, vì ông lấy lúc còn nghèo. Thì bây giờ ông ấy ra lệnh cho cái ông quan huyện nó bí mật ghi danh tất cả những đứa nào cười cái cô gái chân to. Rồi ông về, ông bảo cái ông quan huyện là những người nào không cười, tức là không tham gia vào cái cuộc chê cười đó, thì dán cái chữ phúc này, viết lên cái chữ phúc này ở trước cửa. Thì dân cũng không hiểu sao, nhưng mà thấy ông quan ông cứ đến ông viết chữ phúc cho mình thì cứ để viết thôi. Thì đêm hôm đó là vua sai lính đến vào cướp, tịch thu tài sản hết tất cả những người nào mà trước cửa nhà không có chữ phúc. Vì thế cho nên từ đó trở thành một phong tục là hễ cứ đến ngày xuân thì người ta viết chữ phúc dán ở trước cửa. Thưa quý vị, chúng tôi lại phải xin phép quý vị một phút để nói về hai chữ giao thừa. Quan niệm ngày xưa của các cụ chúng ta cho rằng mỗi một năm thì ở Ngọc Hoàng Thượng Đế trên trời cử xuống một vị quan đại diện cho Ngọc Hoàng, gọi là quan hành khiển. Hành khiển là một quan lớn đại diện cho vua. Chẳng hạn như Việt Nam chúng ta là Nguyễn Trãi, ngày xưa cũng là quan hành khiển. Thì hành khiển đó đi với một phán quan để mà coi sóc dân gian. Thì vì là có 12 con giáp, 12 năm trong một chu kỳ âm lịch, cho nên người ta gọi là thập nhị đại vương hành khiển. Tức là có 12 vị quan lớn hành khiển. Thì giao thừa là gì? Là lúc mà dân gian chúng ta tiễn đưa cái ông quan hành khiển cũ đi để mà đón cái ông quan hành khiển mới về để cai trị thế gian này trong năm tới. Cái phút đó người ta gọi là giao thừa, và cũng gọi là tống cựu nghinh tân. Có nghĩa là đưa, tống tức là tiễn đưa cái người cũ để mà nghinh đón cái người mới. Anh em có cái này chuyện thật nó hơi ngoài lề, nhưng mà tại vì em nghe anh nói tống cụ nghinh tân đó, em có một cô bạn, cô có lấy một ông chồng tên là ông cụ, nhưng mà ông kiệu chứ, nhưng mà sau đó rồi thì hai người ly dị, rồi tình cờ cô lại gặp một ông chồng mới tên là ông Tân. Thành ra em nghĩ chính cô đó mới thật sự là tống cựu nghinh tân đó, chứ còn mình là chỉ sơ sơ thôi. Quý vị nghe câu chuyện quý vị tin được không? Thật mà, có thật mà. Tại sao lại? Nhưng mà tôi nhắc quý vị, từ nay đẻ con trai không bao giờ đặt tên là cựu, sẽ có ngày bị nó tống cựu đi đó. Và thành thì thà cứ đặt Tân đi, may ra nó đón về. Tống cựu được nghinh tân. Tống cựu nghinh tân là như vậy. Thì thưa quý vị, là người ta coi là cái giống như là chúng ta lúc đầu nói về thần bếp cũng vậy, nói về ông táo cũng vậy. Tức là chúng ta coi rằng là thổ công, thổ địa, thổ kỳ. Tức là người thì coi việc trong bếp, người coi việc nhà cửa, người coi việc ngoài chợ. Thì ba cái vị đó là ba cái ông gọi là ông đầu rau, tức là ba cái cục đất, cục gạch ở trong bếp mà người ta thần thánh hóa cho nó là cái người mà coi cái công việc của chúng ta. Thì cái vị quan hành khiển cũng vậy, là người mà coi sóc trần gian trong cái năm đó, rồi cuối năm lại cũng bay về để chầu trời và báo cáo với Ngọc Hoàng Thượng Đế tất cả những điều gì chúng ta làm quanh năm. Vậy là giao thừa là như là ông này giao lại cái trách nhiệm cho ông kia để rồi đi đấy hả? Không, giao thừa tức là hai, tức là cái điểm mốc nối gặp nhau. Ở miền Nam
sau này có lẽ lan ra cả miền Bắc như miền Nam nhiều hơn, là ngày xuân đặc biệt trong gia đình ngoài bánh mứt ra thì có trái dưa hấu. Thì thưa quý vị là người ta còn bói dưa hấu nữa, tức là ngày mùng 1 Tết, sáng mùng 1, tức là người ta bổ trái dưa hấu ra mà thấy trái nào thật là đỏ tươi thì họ tin rằng cả cái năm đó sẽ gặp may. Cho nên người ta mới có câu là xanh vỏ đỏ lòng, tức là chỉ một cái trái dưa hấu ở ngoài vỏ xanh nhưng mà trong thật là đỏ. Bởi vậy những lúc đi lựa là họ phải lựa kỹ lắm phải không anh? Vâng thưa quý vị, và một trong những cái tục lệ Tết là bao giờ mình cũng phải đi chúc Tết và đi mừng tuổi. Bởi vậy chúng ta mới có câu là mùng 1 thì ở nhà cha, mùng 2 nhà vợ, mùng 3 nhà thầy. Tức là ngày mùng 1, đây là nói chuyện chúng ta đã đi ở riêng, thì mùng 1 thì ở nhà cha, chúng ta trở về chúc Tết cha mẹ, ăn Tết ở trong nhà. Quan niệm của người xưa là ngày 30 người ta đón ông bà ông vải, tức là tất cả những người tổ tiên đã quy tiên trở về ăn Tết với mình. Nhưng mà đây đang nói người sống thì mùng 1 thì ở nhà cha, mùng 2 nhà vợ, mùng 3 nhà thầy. Thì mùng 2 thì sang bên vợ, tức là chúc Tết gia đình bên vợ, và mùng 3 là chúc Tết thầy. Nó ngược với cái quan niệm của Khổng Tử mà chúng ta vẫn biết là quân sư phụ, tức là vua là trước, rồi đến thầy thứ nhì, rồi cha mẹ là thứ ba. Thì bây giờ là ngày Tết thì nó như thế. Nhưng mà thưa quý vị là cái quan trọng của tục lệ ngày Tết là vấn đề xông đất hay là xông nhà. Thì thưa quý vị là người miền Bắc thì gọi là xông nhà, tức là người đầu tiên đến nhà mình trong buổi sáng ngày mùng 1. Người miền Nam thì gọi là xông đất, bởi vì lý luận là trước khi vào nhà người ta thì phải đến cái đất nhà người ta, về cái sân tức là đất của người ta rồi. Cho nên là chúng ta nói xông đất ở trong nhà cũng là một. Thì cái quan trọng là khi mà chúng ta chọn cái người xông nhà hay xông đất là phải, nó phải có nhiều tiêu chuẩn. Thứ nhất là cái tên người đó. Nhưng mà sorry anh, hình như là cái người này họ cũng nhiều, chịu nhiều trách nhiệm lắm phải không anh? Là nếu mà mình bị xui đó là mình có thể nói cả năm là tại vì người đó bước vô nhà. Đúng. Bây giờ em xin phép được cộng thêm cái nhà, cái này vào bốn cái dại lúc nãy mình nói đó. Cái gì hả anh? Là bốn cái ngu là đi xông đất đó. Cái ngu thứ năm là đi xông đất là tại vì nếu mà họ được một năm tốt đó thì mình không bao giờ được cảm ơn hay là được thêm một tí quà gì cả, mà lỡ mà họ xui cái là mình bị chửi nguyên năm. Đúng, cái đó là sự thật, có nhiều người họ vẫn tin như vậy. Cho nên là cái người mà đến xông nhà hay xông đất thường thường là gia chủ người ta chọn. Đầu tiên là cái tên. Thí dụ những người nào có cái tên tốt, thí dụ như là Hưng, Vượng, Phát, Đạt, Tấn, Tới, vân vân. Còn nếu mà em muốn ông nào có nhiều tiền tới nhà em thì sao? Thí dụ cứ những cái tên mà được ưa là Chí Tài. Chí Tài hay là Diễm Phúc là những cái tên, hay là Nguyễn Hưng cũng được, tại vì Hưng là Hưng Vượng. Thì thường thường đầu tiên là người ta chọn cái tên, là cái tên tốt. Còn đừng bao giờ chọn những người mà có tên là Nguyễn Văn Bần hay là cụ, tên cụ hả? Những cái tên đó thì là không bao giờ người ta cho mình xông nhà nhà người ta sáng sớm. Ông cụ tới nhà là mình phải tống đi ngay phải không? Cái thứ hai là chọn cái người mà vui tươi. Còn những người lúc nào cũng cười, thì cô Kỳ Duyên là chọn được này. Quý vị có thể mời cô Kỳ Duyên là xông đất sáng mùng 1. Thứ ba nữa ấy, là cái người thường thường là làm ăn phát đạt. Tức là người ta chọn cái người đó trong cuộc sống kinh tế người đó khá. Và kế tiếp là chọn một người mà, thí dụ nếu mà còn độc thân thì không kể, mà có gia đình thì gia đình phải đầy đủ, trọn vẹn hạnh phúc. Người ta không chọn những cái người mà giang dở, hay những người mà ly dị ly thân, hay là những người mà vợ chồng hay cãi cọ, người ta cũng không chọn. Còn có nên chọn người nào hợp tuổi với mình không anh? Hợp tuổi, hợp mạng hay cái gì? Quan niệm ngày xưa người ta cũng kỹ. Thí dụ người ta chọn cái người mà người ta cho là hợp với tuổi mình. Thí dụ như thường thường trong 12 con giáp thì người ta chia ra làm 4 cái bộ gọi là tam hợp. Thí dụ như là Dần, Ngọ, Tuất thì hợp với nhau. Tỵ, Dậu, Sửu hợp với nhau. Hợi, Mão, Mùi hợp với nhau. Thì họ lựa những cái bộ đó. Thí dụ tôi là tuổi Dậu thì tôi phải chọn một người là... Có nghĩa là năm nay năm tuổi anh đó phải không? Đúng, Tỵ, Dậu, Sửu. Dĩ nhiên cái đó đúng hay sai là do cái niềm tin của mỗi người thôi. Thành thì người ta chọn theo cái đó, hoặc là chọn theo ngũ hành. Thí dụ như là tôi mạng thủy thì tôi chọn cái người mạng kim, tại vì trong ngũ hành là kim sinh thủy. Thì người ta tin rằng cái người đó sẽ mang đến cái may mắn cho mình. Tức là chọn theo ngũ hành hoặc là theo tam hợp. Đó là chọn những cái người đến xông nhà xông đất cho mình. Cho nên
có những người mà khó khăn quá hay là lưỡng lự quá mà thấy mình, chính mình, cuộc sống mình đang làm ăn phát đạt thì người ta không kêu người sông đất. Người ta tự đi ra ngoài ngõ rồi người ta vòng trở lại, người ta tự sông đất nhà mình. Tiếng Mỹ gọi là self sông đất đó. Self sông đất, vâng. Thì quý vị nào mà tin như vậy thì quý vị cũng nên là tự sông đất, hoặc là lựa một đứa con của mình, những cái đứa mà nó ngoan ngoãn, nó học hành tấn tới thông minh, bảo nó đi ra lối hông hay là ra sau cửa bếp, đi vòng phía đằng trước, đi vòng 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 cái rồi quay vào nhà. Đó, thì như vậy là mình tự sông đất nhà mình. Thưa quý vị, còn một phong tục Tết của mình nữa là phong tục mà anh em mình chuyên môn đốt tiền, đốt vàng, đốt quần áo xuống cho những người thân mà đã qua bên kia thế giới. Cái tục đó chúng ta gọi là hóa vàng. Thì thường thường ngày mùng 3, mùng 4 Tết có người đợi mùng 7. Tức là ngay cả khi cúng ông Táo cũng vậy, là ông Táo cúng người ta luôn luôn đặt ba cái nón, hai cái nón đàn ông cho hai ông Táo và một cái nón phụ nữ. Thì đến cái ngày đó là họ cũng đốt luôn. Thì cái tục hóa vàng nó bắt nguồn từ bên Trung Hoa. Tức là ngày xưa đó người ta tin rằng con người chết là chuyển kiếp sang bên kia thế giới. Cho nên người Trung Hoa mới có cái phong tục là chôn theo của cải cho người chết. Nhà giàu thì còn chôn luôn cả nàng hầu nữa, thì chôn theo 3-4 bà vợ bé. Vua chúa thì có thể chôn cả 100 cung nữ theo, vì cho rằng là sang bên kia mấy người đó sẽ hầu hạ ông vua hay là ông chồng. Cho nên là ngày xưa trong nhà, thí dụ ông chồng chết thì chôn theo bao nhiêu lượng vàng, bao nhiêu kim cương hột xoàn. Thì dần dần các vua chúa mới nhận ra rằng là nếu cứ chôn như vậy thì của cải trên thế gian nó sẽ cạn dần, là một lý do. Lý do thứ hai đó là nếu cứ chôn như vậy thì nó sẽ xảy ra một cái tệ nạn là ban đêm thì trộm nó sẽ quật mồ để nó ăn trộm, ăn cắp vàng ở trong những quan tài của nhà giàu. Thành thử ra đến đời nhà Đường thì vua mới nghĩ ra là từ nay không có chôn vàng thật nữa, không có chôn ngọc ngà châu báu theo nữa, mà là làm những tiền giả, tiền vàng mã, áo quần bằng giấy, tất cả mọi thứ đều bằng giấy, rồi đốt thì coi như là cái tro nó bay sang bên kia thế giới. Thì kể từ đời Đường, người ta bỏ cái tục là chôn theo của cải thật. Chứ trước đời Đường thì người Trung Hoa là cứ có cái phong tục đó. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta hóa vàng, tức là chúng ta đốt những cái đồ cúng và hy vọng rằng người bên kia thế giới nhận được. Nhận được hay không thì sự thực ra cái đó chúng ta không biết. Nhưng mà em nghĩ cứ đốt là tại vì đâu có mất được gì. Nếu mình bỏ ra một đồng mà mình mua được nguyên một cọc giấy 1 triệu mà nhỡ đốt mà nhận được hay sao? Em thì chắc ăn hơn. Em bây giờ quý vị ra mấy cái tiệm mà làm mấy cái vàng đây, họ làm nhiều cái đẹp lắm. Em thấy cả đồng hồ Rolex rồi vòng ngọc, rồi đàn ông thì có áo, có cà vạt đàng hoàng, nhiều cái đẹp lắm. Em lấy về em đốt nhiều lắm. Em giữ của trước để mai mốt em sang em xài sau. Em mới chợt nhớ ra có một cái mà em nghĩ là cái này rất là có lý, là cứ mỗi giờ, mỗi năm mà trước giao thừa đó, là em thấy là bà con cứ khuyên nhau là nếu mà ai còn nợ đó thì đi trả nợ trước khi sang năm mới. Tại vì em nghĩ là họ sợ là năm sau mà mình không trả thì nguyên một năm mình lại mang nợ anh hả? Thưa quý vị, khi chúng ta ở hải ngoại thì có thể cái đời sống tương đối người giàu, người nghèo nó không có cách biệt bao nhiêu. Nói chung thì không ai đến nỗi lâm vào những cái cảnh nghèo túng quá đáng như là ở trong nước và nhất là ngày xưa, còn thời phong kiến. Là vì chúng ta bên này nghèo lắm thì cũng có công ăn việc làm, hoặc cùng lắm thì có trợ cấp xã hội, cho nên nó không đến nỗi mà nó khổ như vậy. Nhưng mà ở Việt Nam, và đặc biệt là ngày trước, thì cái vấn đề mà ngày Tết là cả một cái sự vất vả cho rất nhiều người nghèo. Tức là quý vị biết là cái phong tục người ta đi đòi nợ là người ta không bao giờ muốn để cái số nợ nó leo qua năm. Thành thử ra trong nhà đó, cái ngày Tết là ngày biểu tượng, cho nên bao nhiêu tiền bạc của cải có cái gì là sắm vào hết. Và những người nghèo quá thì người ta phải trốn. Người ta trốn cái đêm giao, người ta trốn trước những cái ngày Tết, cho đến đêm giao thừa mới dám về nhà. Bởi vì từ giao thừa rồi 3 ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết thì chủ nợ người ta không có đòi nữa. Người ta tha cho 3 cái ngày rưỡi đó, và người ta để cho mình ăn Tết xong rồi mùng 4 có thể nó mới lại đến nó đòi tiếp.
Cho nên là tục ngữ ngày xưa có câu là khôn ngoan đến cửa quan mới biết, giàu có 30 Tết mới hay. Có nghĩa là người khôn ngoan á, thì ngày phải ra cửa quan, ngày đáo tụng đình thì có đủ cái bản lĩnh, có đủ cái sự khôn ngoan mà trả lời đối đáp với quan hay không. Cho nên là khôn ngoan đến cửa quan mới biết. Mà giàu có thì 30 Tết mới hay. Quanh năm á, có thể là mình phô trương, mình nói mình giàu sang, kỳ thực là mượn nợ không. Nhưng mà ngày 30 Tết á, là mình bắt đầu mình phải sắm đầy tất cả mọi thứ trong nhà. Thì lúc đó người ta bước vào nhà mình, người ta biết là mình có của hay không. Bởi vì nếu mình không có mà mình sắm thì chủ nợ nó cũng sẽ đến nó xiết thôi. Do đó cho nên là cái câu tục ngữ đã trở thành một cái điều mà thực tế của trong đời sống của chúng ta. Thì thưa quý vị là thí dụ những cái phong tục như là sau cái giờ giao thừa thì có những cái nhà tương đối khá giả ở phố phường. Thì ở phố phường ngày xưa luôn luôn có những người làm cái nghề gánh nước mướn. Thì sau giờ giao thừa là những người đó họ đi gánh nước, họ chạy vào trong nhà mình, họ đổ đầy cái lu những cái chum của mình với một cái lời chúc cũng như là tiền vào như nước. Năm nay tiền vào như nước cho nên người ta vẫn cho là nước đổ vào nhà thì tức là có tiền. Thì lúc đó thì gia chủ sẽ lì xì, sẽ mừng tuổi cho cái người gánh nước đó nhiều gấp bội. Hoặc là những cái trò chơi của nông thôn thì khi người ta khá giả thì người ta đi dự những cái trò chơi quần chúng. Chẳng hạn như là chúng ta vẫn thấy là như đánh đu là bình thường, chúng ta vẫn thấy. Hay là bịt mắt rồi đập niêu. Họ treo những cái niêu, những cái nồi đó, cái niêu tức là những cái nồi bằng đất. Thì họ treo đầy tất cả dọc theo một cái sợi dây, nhưng mà phải bịt mắt lại để cầm gậy đập, mà không biết là đập có trúng hay không. Và trong những cái niêu đó có thể cả 10 cái niêu thì mới có một cái niêu có gói tiền để trong đó. Thì đó là những cái trò chơi của ngày xuân. Hay là đi cà kheo, tức là chống hai cái gậy thật là cao để đi ở trên đó. Đó là những cái trò chơi vui xuân mà chúng ta còn nhớ được cho đến ngày hôm nay. Thưa quý vị, tục múa lân khởi sự nó là ngày Trung Thu. Nhưng về sau bây giờ thì người ta dùng múa lân trong tất cả các hội lễ, để trong các buổi lễ hội để mở đầu cho nó tươi vui. Thì trong sách kể lại rằng là đời Đường thì lúc đó là có cái tục lệ người ta ăn bánh Trung Thu, uống trà để trông trăng. Thì có một bà lão, bà ấy nghèo quá, bà ấy sống cô đơn một mình làm cái nghề thợ may. Thì bà ấy đi đến các làng xóm để lấy thợ may, lấy vải về may quần áo. Thì một đêm hôm đó là đêm rằm Trung Thu, thì bà ấy đi tới cái làng kia để lấy quần áo. Thì dọc đường bà cứ thấy người ta bày bánh mứt ra, thì hỏi ra thì là cỗ Trung Thu. Thì bà ấy cũng ghé tiệm bà ấy mua, bà ấy định về bà ấy ăn một mình rồi uống trà nhìn trăng. Thì nhưng mà không may là gần đến nhà thì ngang qua khu rừng gặp một cái con sư tử nó lao ra. Nhưng mà cái sư tử thời xưa nó tức cười là nó nói được tiếng người. Thì nó bảo ê bà kia đứng lại. Rồi lúc này thần có ra để giúp bà không? Không. Thì tưởng là thần phải hiện ra chứ. Thì bây giờ đó bà ấy mới van xin nó là nó đòi ăn thịt. Thì bà ấy bảo thôi bây giờ tao lỡ mua bánh rồi thì cho tao về tao ăn xong cỗ này rồi tới nạp mạng. Thì con sư tử nó thương tình là thôi đi về ăn đi. Thì bà ấy về ăn xong ấy, thì bà ấy ăn bánh uống trà xong thì bà ấy khóc. Bà ấy khóc thì bây giờ thần mới hiện ra. Nhưng mà dưới hình thức khác là cho một con rết, tức là người Nam kêu bằng con rít nhiều chân, nó hiện ra nó cắn chết con sư tử đó. Rồi bà ấy mới kể lại cái sự tích đó cho dân làng. Từ đó thì người ta lập ra cái phong tục múa sư tử để nhớ cái ngày Trung Thu. Nhưng mà từ đó thì dần dần thì cái múa sư tử hay múa lân nó bắt đầu nó biến thái trở thành những cái cuộc vui trong các buổi lễ hội.